Đèn tín hiệu giao thông đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tiết giao thông, đặc biệt ở các thành phố lớn đông đúc dân cư như thành phố Hồ Chí Minh, thì việc tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông sẽ giúp các phương tiện lưu thông tốt hơn, nhanh hơn, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. Thế nhưng tại góc đường cách mạng tháng 8 Bùi Thị Xuân thì có vẻ người dân đã quên mất sự hiện diện của cột đèn tín hiệu này. Dịch vụ massage cho cá rỉa da chân đang được đồn thổi với nhiều công dụng chữa bệnh và làm giảm stress. Tuy nhiên, trong khi một số nước ở châu Âu và thế giới đã thận trọng cấm loại hình massage này, thì tại Việt Nam nó lại đang hoạt động khá phổ biến trong các quán cà phê, các tiệm spa bình dân. Thậm chí người dân còn có thể tự mua cá, tự lắp đặt bồn nước chứa cá và massage ngay tại nhà. Thế nhưng đây có thực sự là một liệu pháp thư giãn an toàn cho sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ lâu nay không? Hai chiếc ô tô đắt tiền đậu ngay ngắn phía trước cổng nhà. Hai người thanh niên đi trên một chiếc xe máy lượn lờ phía xa với dáng vẻ khả nghi. Với cánh cổng đóng kín như thế này thì hai chiếc ô tô đắt tiền có thể biến thành mồi ngon của kẻ trộm hay không? Hình ảnh được ghi lại bởi camera an ninh của một tiệm tạp hóa. Giữa trưa, trên đoạn đường khá vắng vẻ, phía trước nhà có bày bàn ghế, rất dễ nhận biết đây là một quán ven đường. Một vị khách đi xe máy từ ngoài bước vào. Vị khách này có lẽ muốn nghỉ ngơi sau một chặng đường giữa trưa nắng. Bên trong cửa hàng chỉ có một người phụ nữ và đứa trẻ, họ đang đùa giỡn với nhau. Không chút lưỡng lự, vị khách bước vào bên trong, lấy chai nước từ tủ lạnh ra như một người quen mua hàng ở cửa hàng này. Anh ta vội vàng đến mức ngay cả bao tay và nón bảo hiểm cũng không kịp tháo. Lúc này là 12 giờ trưa, khá nhiều phương tiện đang di chuyển qua chân cầu vượt. Có thể thấy các phương tiện đều dừng lại chờ đèn tín hiệu qua đường. Thế nhưng chiếc xe chở nước gồng ghềnh này thì vẫn vô tư chen giữa hai chiếc xe để vượt lên. Cú va quẹt không quá nghiêm trọng, nhưng quý vị sẽ bất ngờ với những gì diễn ra sau đây.